Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký ngày hôm nay phần 2. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thực lệ mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự đề tài thứ hai liên quan tới nội tình của nước mỹ và trong uh, tuần này thì quý vị có một điều mà nhiều khán thính giả ở khắp nơi ở ngoài nước mỹ và trong nước mỹ đều thắc mắc tại sao cuộc bỏ phiếu của thượng viện lẫn hạ viện đều xen vào công việc của hội đồng thành phố ở thủ đô washington dc và họ đã thông qua những cái nghị quyết để hủy bỏ tất cả những cái uh, cuộc bỏ phiếu của hội đồng thành phố ở washington dc và họ thắc mắc là ủa tại sao chính quyền liên bang lại xen vào công việc của một cái uh, thành một cái hội đồng thành phố ở địa phương à, điều này thì có lẽ quý vị thắc mắc và cũng không hiểu rõ là cái luật lệ hoa kỳ nó như thế nào ra sao và quý vị ở trong đây thì tôi sẽ có hai phần phần thứ nhất là cắt nghĩa cho quý vị hỏi rất là rõ hơn về cái hiến pháp luật lệ của Hoa Kỳ. Và phần thứ hai là chủ nghĩa cực tả đã gây nổi giận cho chính những người ôn hòa đứng chung chiến tuyến với họ. Và điều này cho thấy rằng là hai năm sắp tới là hồi chuông báo tử của chủ nghĩa cực tả. Ok quý vị, đầu tiên hết chúng ta đi vào trong bản tin trước đi. Rồi sau đó chúng ta mới đi vào chi tiết từng phần một để tôi giải thích cho quý vị hiểu cũng như là cho thấy rằng là những kẻ cực tả nó đang khiến nó đang tự dồn mình vào góc tường khi mà đưa ra những cái uh, chính sách được xem là quá cực đoan. OK quý vị, à, đầu tiên hết là cái bản tin cho quý vị thấy là thương viện đã thông qua nghị quyết để lật đổ một cái uh, dự luật về tội phạm ở Washington DC và trong đó thì uh, Thượng viện Hoa Kỳ trong ngày 8 Tây đã có một cuộc à, gần như là tuyệt đối chấp thuận một cái nghị quyết đã từng được thông qua tại Hạ Viện trong đó là lật đổ một cái à, luật về tội phạm ở à, Washington DC mà trong đó gây ra cơn khủng hoảng và à, mềm dẻo với lại lực lượng tội ác và dự luật này sẽ đến bàn của Joe Biden và ông ta nói rằng ông ta sẽ không phủ quyết cho dự luật này và trong đó thì à, phía Thượng viện đã bỏ phiếu 81 trên 14 tức là 81 phiếu ở trên thượng viện đồng ý 14 người là phản đối và dự luật này là ngăn chặn cái đạo luật cái dự luật mà hội đồng thành phố ở Washington DC đưa ra là Revised Criminal Court Act gọi tắt là ACC đã được thông qua bởi cái hội đồng thành phố ở Washington DC trong đó là giảm đi tất cả hình phạt cho những cái tội bạo động À, bao gồm cả tội à, đập kiến xe hay là tội trộm trong nhà và việc cải tổ này đã được giới thiệu và trong đó dường như là cái à, à, họ nói rằng là để à, à, giảm nhẹ tất cả những cái tội ác tại đây và luật này à, đã, đã được à, à, đã bị à, chính ra là veto bởi cái à, bà thị trưởng của thành phố là Maureen Bowser tuy nhiên hội đồng thành phố đã overrule tức là bà đã bỏ, bà đã phủ quyết cái dự luật này nhưng mà họ đã overrule với 12 phiếu trên một phiếu tức là 12 phiếu của hội đồng thành phố đồng ý và trước đó trong tuần thì uh, hội đồng thành phố của The Washington DC đã giới thiệu uh, cái dự luật giảm đi cái hình phạt này và nói rằng sẽ dạ, sẽ rút rút ra một số những cái mà bị uh, chỉ trích bởi quốc hội sau khi mà Biden nói rằng ông ta sẽ không phủ quyết nếu nghị quyết này được thông qua trên sàn của quốc hội trong ngày 9 tây tháng 2 thì hạ viện đã thông qua cái dự luật này với 267 trên 173 uh, và đó cái dự luật này có thể gọi là à, để có thể à, dập tắt cái cái dự luật này và trong đó gần như là không có thắng được à, và cái dự luật này đã được à, 31 thành viên của đảng cộng hòa bỏ phiếu theo đảng dân chủ đảng cộng dân chủ bỏ phiếu theo đảng cộng hòa và trong đó thì à, cái tình trạng mà cải tổ về luật tội ác ở đây diễn ra xa, <laughs> giữa lúc mà cảnh sát của thủ đô vẫn tiếp tục à, phải đối phó với những cái mức độ tội ác tại đây và theo dữ liệu cho thấy là các cái vụ mà sát nhân đã lên tới 33% so với cùng thời kỳ năm ngoái và các vụ mà lạm dụng tình dục lên tới 120% và hầu hết các xe ở đây đã lên tới 180 bị đánh cắp xe đó quý à, 8 108%. Đây là một điều xấu hổ và nguy hiểm, đó là lời phát biểu của ông mặt kano tức là chủ tịch khối tra thiểu số tại thượng viện trong khi đó thì chủ tịch khối đa chủ tịch khối thiểu số nói rằng đây là một cái hành động mà đập chiến xe và những kẻ mà gọi là băng đảng này gọi như, gần như hoạt động mỗi ngày và vấn đề các cái vụ án sát nhân đã tăng cao mỗi một tuần for for tức là bốn lần và trong đó thì quý vị rất nhiều người và đã lên tiếng và đã chỉ trích rất nặng nề cái luật đã được thông qua ở dc quý vị có lẽ nhiều người sẽ hỏi ủa nó chỉ là một cái thành phố Chứ nó đâu phải là một cái gì đó liên quan tới liên bang đâu Quý vị Trong tất cả 50 tiểu bang Thì chính quyền liên bang không xen vào công việc của các tiểu bang Nhất là mỗi tiểu bang đều có một cái luật lệ riêng Đều có một cái luật lệ riêng Họ có quyền ban hành những cái luật lệ của họ Để đối phó với tình trạng tội ác ở khu vực của họ Cũng như nó phù hợp với cái văn hóa của từng tiểu bang Do đó, ngay từ lúc lập quốc thì à, Hoa Kỳ đã thành lập một cái chính quyền liên bang thôi. Tức là những cái nào mà thuộc về liên bang và những cái nào thuộc về tiểu bang và độc lập của tiểu bang, chính quyền liên bang không có xen vô. Thì cái đó là cái nguyên thủy ngay từ đầu lúc lập quốc rồi quý vị. Ngay từ đầu lúc lập quốc thì là đã gọi là tiểu bang tức là state thì đã là một cái khác rồi. Tuy nhiên, Washington DC mình gọi là District Columbia đó. Thì nó không thuộc về bất kỳ một tiểu bang nào hết Nó là cái thành phố thủ đô Nó là thủ đô của Hoa Kỳ Và nó là cái thành phố độc lập Nó không dính tới bất kỳ một tiểu bang nào hết Ở đây có khoảng 700.000 cư dân Đa số những người dân sống sống ở tại Washington DC Là những người làm việc cho chính quyền liên bang Thì quý vị có 700.000 cư dân thôi thì trước đây đảng dân chủ muốn biến Washington DC trở thành một tiểu bang nhưng không thành công Tại vì cái này còn khó hơn lên trời nữa Ok Thì DC là thành phố không trực thuộc bất kỳ một tiểu bang nào Do đó ở trong hiến pháp có ghi rõ là quốc hội có quyền xen vào những cái hoạt động của hội đồng thành phố ở Washington DC Quốc hội có nghĩa là lưỡng viện luôn Hạ viện lẫn thượng viện Có quyền xen vào Nếu như họ cảm thấy rằng là những người điều hành cái thủ đô này à, có những cái à, hành động mà đi ngược lại với quyền lợi của cả đất nước hoa kỳ thì họ có quyền xen vào đây là trên hiến pháp quy định chứ không phải là à, luật lệ gì cả nó là hiến pháp quy định bởi vì dc được xem là thủ đô của hoa kỳ và nó không trực thuộc bất kỳ một tiểu bang nào hết nó độc lập riêng do đó kiểm soát nó chính là lưỡng viện quốc hội Tại vì lưỡng viện của quốc hội đại diện cho 300 mấy triệu dân Mỹ. 435 ghế tại Hạ viện, 100 ghế tại Thượng viện là đại diện cho toàn bộ dân Mỹ. Mà DC là thủ đô của nước Mỹ. Do đó hiến pháp mới đề vô DC sẽ nằm dưới sự kiểm soát của quốc hội. Mặc dù quốc hội vẫn để cho hội đồng thành phố của DC được hoạt động độc lập hoàn toàn. Nhưng nếu cần thiết họ sẽ sang vào được. Nhưng mà chỉ trừ của DC thôi Bây giờ mà nếu mà nói lưỡng viện quốc hội Mà à, ra lệnh cho một thành phố nào Ở nơi khác không được Nó sẽ vi hiến Ở bất kỳ một thành phố nào Ở bất kỳ một tiểu bang nào Thì đều bị vi hiến hết Là bởi vì chỉ riêng của DC Là bởi vì nó không thuộc về tiểu bang nào Còn tất cả các thành phố ở nước Mỹ này Nó trực thuộc vào chính quyền tiểu bang Và nó có cái độc lập riêng của nó luôn ở Mỹ này có một cái điều lạ quý vị, chức cao nhưng không quyền hạn bằng chức thấp. Điều này nó xảy ra, tôi từng nói với quý vị là trên của tổng thống là người đứng đầu hành pháp của liên bang. Thứ nhì là thống đốc, tức là người đứng đầu hành pháp của tiểu bang. Và thứ ba là thị trưởng, người đứng đầu hành pháp của thành phố. Trong khi đó quận lớn hơn thành phố ở Mỹ này quận lớn hơn thành phố. Ví dụ như quận Harris ở tôi ở Houston thì trong đó có thành phố Houston, có những cái thành phố như là Katy có những thành phố khác. Thì quý vị, ở Mỹ này quận lớn hơn thành phố, nhưng cai quản quận thì cái tư thế lại không bằng ông thị trưởng. Ví dụ như anh giám sát viên Andrew độ ở quận Cam, ảnh là một trong năm giám sát viên cai quản toàn bộ tất cả ngân sách của quận Cam. Trong đó có thành phố Westminster trong đó có thành phố Fountain Valley, trong đó có thành phố Garden Grove. Tức là quyền hạn họ cao hơn. Nhưng mà về thực tế quý vị, thì cái tư thế họ lại không bằng ông thị trưởng của thành phố Westminster hay là ông thị trưởng của thành phố Garden Road. Tại vì họ đứng đầu hành pháp của một thành phố. Còn hội đồng giám sát quận, đã gọi là hội đồng giám sát, họ không có quyền đó. Họ chỉ giám sát ngân sách, phân chia ngân sách, hoạch định chính sách cho quận thôi. Chứ họ không có quyền Do đó quý vị, nếu xảy ra chuyện ở thành phố nào, ông thị trưởng của thành phố đó phải đứng ra chịu trách nhiệm. Chứ không phải quận hạt, mặc dù nó nằm trong cái quận. Nhưng mà ông thị trưởng là người quyết định. Ví dụ, quý vị còn nhớ cái vụ mà khi mà George Floyd chết và xảy ra bạo động khắp nơi không? Thì Tổng thống Trump đã cho khai triển các lực lượng vệ binh quốc gia tới những thành phố và tới những tiểu bang mà có bạo loạn. Thì quý vị Vấn đề còn lại Ông Trump là liên bang Ông chỉ khai triển tới thôi Còn quyền sử dụng hay không Là do thống đốc Và do thị trưởng thành phố Thì quý vị thấy thành phố Portland Thành phố Seattle Họ từ chối họ nói no Chúng tôi không muốn activate Tức là chúng tôi không muốn sử dụng binh sĩ của liên bang Họ muốn dùng cảnh sát ở thành phố thôi Mặc dù rằng có sự đóng góp của lực lượng vệ binh quốc gia Thì mạnh lên nó mạnh lên. Bởi vì quý vị, nó khác nhau ở chỗ này, lực lượng vệ binh quốc gia họ thuộc về bên quân đội. Họ không có nằm bên dân sự. Họ không có nằm bên dân sự, họ thuộc về bên quân đội. Và khi bên quân đội họ có quy tắc khác. Khi họ bắn một người nào đó, họ chỉ chịu trách nhiệm với tòa án quân sự thôi. Họ không có chịu trách nhiệm trong tòa án dân sự. Do đó, mấy ông thị trưởng sợ lắm. Tại vì á, khi mà lực lượng vệ binh quốc gia mà vô một cái đó khi mà cấp trên ra lệnh cho họ bắn rồi đó họ không cần giải thích họ thấy cái mục tiêu đó mà có hành động phản kháng là họ bắn tại chỗ luôn còn cảnh sát đó thì không được cảnh sát thuộc về dân sự trước khi mà họ nổ súng họ phải làm đầy đủ tất cả những quy tắc được quy định cho cảnh sát họ phải cảnh cáo họ phải bắn cảnh cáo và đến mức mà họ bị nguy hiểm tính mạng rồi họ mới được quyền nổ súng nó không giống như vệ binh quốc gia vệ binh quốc gia là bước vô là bắn liền tại chỗ luôn no matter what bất kỳ một mục tiêu nào xuất hiện trước mặt họ là họ có quyền nổ súng và họ không chịu trách nhiệm về pháp lý do đó mấy ông thị trưởng thuộc các cái thành phố cực tả đó quý vị như là portland nè seattle nè đâu có dám dùng dùng một cái là coi như là nguyên một cái đám quậy là họ bắn cho chết hết luôn này. cho nên họ không activate thì cái quyền lực của thị trưởng rất là lớn thì tôi nói là theo cái mà cái người giám sát quận lớn hơn thị trưởng nhưng lại không có quyền lực bằng ông thị trưởng là như vậy thì cái đó là cái điểm đặc biệt của nước mỹ nó cái sự độc lập của thành phố của tiểu bang và của liên bang ok đó là giải thích cho quý vị hiểu rõ về cái hiến pháp của hoa kỳ và tại sao washington dc lại à, chịu cái sự gọi là giám sát của quốc hội bởi vì dc không thuộc về bất cứ một tiểu bang nào nó là thủ đô của hoa kỳ nó là cái thành phố thủ đô của Hoa Kỳ Do đó nó chịu trực tiếp với lại quốc hội Và bên hành pháp Ok cái vị đó là cái thứ nhất Giải thích về mặt hiến pháp cho quý vị hiểu Rồi thứ hai Tại sao lần này quốc hội xen vào Có hai lý do Có hai lý do để quốc hội phải xen vào Lý do thứ nhất là cái hành động của những hội nhà, gọi là à, nghị viên hội đồng thành phố này đã đi tới mức cực đoan. Giữa lúc mà người ta báo cáo quý vị thấy những vụ đập xe đã tăng lên tới và chôm chỉa xe đó tăng tới 120 phần trăm ok rồi những cái vụ khác đều tăng hết những cái vụ đập phá đều tăng lên hết quý vị trong đó cái cái bản báo cáo này tôi có đọc đây ok quý vị nhìn lại cái bản báo cáo này để chúng ta thấy được nè quý vị những vụ sát nhân đó homicide đó là gia tăng 33% so với cùng thời kỳ năm ngoái các vụ mà tấn công tình dục lên tới 120% Các vụ mà đánh cắp xe gia tăng 108% Ok quý vị Đây là cái uh, Câu chuyện của DC Giữa lúc mà tội ác tăng cao như vậy Mà hội đồng thành phố lại giảm án Tức là những cái tội trộm nhà Những cái tội đập kính xe trộm xe Thì đều được giảm án hết Đều được giảm án hết Tức là quan tòa không thể kết án nặng họ họ quy định cái mức án đó là nhiêu nhiêu đó thay vì lúc trước 5 năm bây giờ giảm xuống tối đa tối đa là 5 năm nếu mà cao nhất đi thì bây giờ họ giảm xuống 3 năm thì quý vị cái điều này nó kích động cái tội ác tăng thêm mà bây giờ quý vị chính bà thị trưởng này bà phủ bà dùng quyền thị trưởng bà phủ quyết rồi nhưng bây giờ cả một cái hội đồng thành phố 12 trên 1 tức là hội đồng thành phố của DC có 13 người cộng luôn thị trưởng Nó có 13, 12 cái district Thì quý vị 12 người đó cấu kết với nhau Để mà rút lại cái quyền phủ quyết của bà Rút lại cái quyền phủ quyết của bà Tức là họ bỏ phiếu 12 trên 1 luôn 12 trên 1 luôn Chính vì vậy Bên quốc hội họ thấy No Cái này không được Cái này là một cái Một cái gọi là phi dân chủ dùng cái sự cấu kết này để quy hiếp bà thị trưởng. Mặc dù bà thị trưởng này là người dân chủ nha quý vị. Nguyên cái hội đồng thành phố của DC toàn bộ là dân chủ không? Không có lấy một người cộng hòa. 700.000 dân ở đây đó quý vị. Đa số dân lập và chính phủ là dân chủ hết. Đảng dân chủ hết. Đó là lý do tại sao Đảng dân chủ muốn thành lập DC thành một tiểu bang. Tại khi thành lập một tiểu bang đó thì trên nguyên tắc mỗi tiểu bang sẽ có thêm hai thượng nghị sĩ có nghĩa là đã nguyên cái DC 700 dân này, 700.000 dân này là dân chủ không? Thì tự nhiên đã dân chủ có thêm hai ghế ở Thường nghị sĩ, hai ghế ở Thường viện. Là coi như họ sẽ chiếm đa số tuyệt đối luôn. Họ sẽ chiếm vĩnh viễn đa số luôn. Nhưng mà không làm được. Thì quý vị cả cái hội đồng thành phố này không có một bóng nào của người cộng đảng cộng hòa hết. Tại vì 700.000 dân ở đây là bú sữa của chính phủ, đa số làm việc cho chính quyền liên bang không? mỗi một gia đình có khi cả một gia đình đều đi làm việc cho cơ quan chính phủ hết do đó quý vị mà những kẻ mà đi làm cho cơ quan chính phủ là thông thường là họ đi theo khuynh hướng của đại dân chủ tại vì họ được bảo vệ quyền lợi khi họ làm việc cho liên bang thì quý vị 12 nhân vật này bỏ phiếu gọi là uy hiếp bà thị trưởng cướp luôn cái quyền phủ quyết của bà luôn do đó quốc hội phải sàn vô có hai lý do quốc hội phải sàn vô họ thấy sự cấu kết quá trắng trợn này sẽ gây hại cho nền dân chủ nhìn một cách tổng quát. Do đó, ngay trên sàn của Hạ Viện là 31 người của đảng Dân Chủ bỏ phiếu theo đảng Cộng hòa. Trên sàn Thượng Viện, 84 phiếu thuận, 14 phiếu chống, hai phiếu trắng. Hai phiếu trắng đó tại vì bà Đại Anh Phan Tên và ông ông kia đi vô bệnh viện rồi ông thượng nghị sĩ của Pennsylvania đi vô bệnh viện rồi. Trước khi mà ông Mitch McConnell bị té, thì quý vị 84 phiếu tức là đa số đảng dân chủ đứng về phía đảng cộng hòa để mà ngăn chặn cái dự luật này của DC, cái đạo luật này của DC là bởi vì tình trạng tội ác tăng, thay vì mình tăng cái mức án phạt lên cao để giảm tội ác, đằng này họ đi mỹ dân họ giảm luôn cả án luôn nữa rõ ràng là họ cấu kết với nhau và cái này nó nó làm cho cái bầu không khí dân chủ của nước mỹ bị thụt lùi và đây là cái khuyết điểm của của một cái xã hội dân chủ khi mà những kẻ mà nó cấu kết với nhau thành đa số và nó sẽ nguy hiếp và nó sẽ ra bất kỳ một cái luật nào nó muốn đó quý vị thấy đó luật giảm án này nó sẽ kích động tất cả những tội ác tăng lên đó là điều thứ nhất điều thứ hai về thực tế thì mấy ông dân biểu của hạ viện và mấy ông thượng nghị sĩ của thượng viện dù bên đảng dân chủ họ cũng sợ té khói tại vì nhà họ ở dc chung cư họ ở là ở dc tại vì họ đại diện cho bất kỳ một tiểu bang nào thời gian làm việc của họ là ở dc dc là nơi có tòa nhà quốc hội có à, à, văn phòng hành pháp của nước mỹ mà quốc hội nằm ở đó mà thì quý vị họ ở xung quanh đó họ phải người thì mua nhà người thì phải mướn à, mướn ở à, chung cư hay mướn nhà để làm trong cái thời gian họ ở đó họ làm việc ở đó chỉ có cuối tuần họ mới bay về cái tiểu bang của họ nếu họ có giờ nhiều khi họ cũng không bay về được nữa họ phải làm việc túc trực ở Washington DC thì quý vị quý vị nghĩ sao một ông dân biểu sáng ra xe ông bị đập một ông dân biểu sáng ra chiếc xe biến mất tiêu rồi. Quý vị, bây giờ nó giảm án có nghĩa là cái tiềm năng mất xe, đập xe và một đêm nào đó tự nhiên sáng thức dậy thấy nguyên cái nhà mình nó mét sắp tùm lum hết, trộm nó vô lúc nào không hay. Thì quý vị, quý vị nghĩ sao? Mấy ông này mấy ông cũng phải tự bảo vệ cho mấy ông chứ. Mà cái luật cái, anh ra kiểu này là tội ác nó tăng là coi như nhà tôi là coi như bị nguy hiểm rồi. Do đó, đất đông những thành phần bên Đảng dân chủ họ bỏ phiếu tại Đảng Cộng hòa là như vậy. Tôi nói là hai lý do Lý do thứ nhất Một cách gọi là đứng trên một cái phương diện phân tích Thì những người ôn hòa trong đảng Dân Chủ Họ thấy rõ Đây là phi Dân Chủ Cái hành động của Hội đồng thành phố ở Washington DC Là phi Dân Chủ Cả một hội đồng thành phố kiểm soát bởi đảng Dân Chủ Rồi muốn ra luật lệ nào ra luật lệ Chỉ cần cối động bỏ phiếu là ok Nó không có một cái sự giám sát đối lập nó không hề có một cái gì sự giám sát đối lập nào hết Do đó coi như nó là một chiều Và một đảng Chính vì vậy mà tất cả những thành viên trên quốc hội Bên đảng Dân Chủ Thuộc phái gọi là ôn hòa đó quý vị Họ phải bỏ phiếu họ chống cái chuyện này Tại cái này là phi Dân Chủ Nó thao túng giống như Cộng sản vậy Nó muốn ra luật gì nó ra luật Nó ngồi chung với nhau nó bỏ phiếu nó ra luật luôn nó không cần biết tới người dân ở dưới như thế nào thì cái đó là phi dân chủ do đó những người ôn hòa trong đảng dân chủ từ ở thượng viện xuống tới hạ viện họ đều bất mãn họ nói cái này quá cực đoan rồi nó đi tới cái này gần như là nó lợi dụng cái tư thế đa số tuyệt đối này nó muốn thao túng kiểu nào cũng được hết nó không có sự đối lập nó không có sự giám sát chỉ cần nó quý vị bà thị trưởng một mình bà làm sao bà cũng đã dân chủ luôn bà biết cái này là tầm bậy rồi nhưng mà bà có một phiếu à trong khi cái kia 12 phiếu lận là làm sao thì quý vị đây chính là cái mà tôi nói với quý vị nó phi dân chủ thì đứng ở cái phương cương vị đầu tiên hết mình nhìn tổng quát cái nền dân chủ của nước mỹ cái xã hội dân chủ của nước mỹ thì lúc nào cũng phải có sự đối lập ngay cả california california là cái thành trì của đảng dân chủ luôn nhưng mà trong đó ít nhất người ta trong quốc hội người ta còn một phần ba ghế của đảng cộng hòa từ ở hạ viện tới thượng viện ví dụ california có 40 ghế thường sừng thượng nghị sĩ thì ít nhất cũng còn được chín thượng nghị sĩ là đảng cộng hòa 31 là của dân chủ hay là ở sàn hạ viện 84 ghế dân biểu của hạ viện california thì đảng dân chủ chiếm 61 ghế thì ít nhất đảng cộng hòa còn giữ được 23 ghế trong khi đó quý vị thấy nguyên cái washington dc 11 ghế, 13 ghế thì toàn bộ là đảng dân chủ không có lấy một ghế của đảng cộng hòa bởi vì giống như tôi nói 700.000 dân ở đây đa số là đại dân chủ không thì quý vị nó sẽ đi tới tình trạng nó muốn ra luật kiểu nào ra luật đó quý vị thấy tội ác tăng gấp mấy lần so với năm ngoái mà nó còn giảm, nó còn giảm luật nữa. Nó còn giảm hình phạt nữa. Thì có khác nào kích thích những tên tội phạm này tiếp tục phạm án. Do đó quý vị, quốc hội phải xen vào. Và khi quốc hội xen vào, thứ nhất, họ chặn đứng cái tư tưởng nguy hiểm là chỉ cần tạo chiếm đa số ta muốn làm, bất cứ đi gì ta muốn. Thì quý vị đây là hành động phi dân chủ Thứ hai Là chính bản thân của mấy ông thượng nghị sĩ Mấy ông dân biểu Chống là phải Nhà mấy ông ở đó Tức là cái chỗ cư ngụ của mấy ông thôi Tôi không nói là mấy ông mua nhà Nhiều ông cũng chỉ mướn apartment để ở thôi Tại vì nhà mấy ông là ở cái tiểu bang của mấy ông Còn lên đi DC làm việc thì phải mướn văn phòng Phải mướn nhà để ở Mướn trụ sở để làm việc Để mỗi ngày còn đi vào quốc hội làm việc do đó nhà mới ổng xung quanh đó không bây giờ một ngày nào đó tự nhiên bước ra chiếc xe mình mất tiêu rồi hay là nó đập nát cái chiếc xe rồi hay là tự nhiên cái gara tự nhiên sáng thức dậy thấy cái gara mở tan quát à nó vô nó trộm mẹ hết đồ trong nhà chính cái nguy nguy hiểm của chính mấy ổng giống ai hết á à. do đó mấy ổng phải bỏ phiếu để chống lại cái luật gọi là tầm bậy tầm bạ này của dc mấy ông mới bỏ luật để mà chống lại và tại vì cái DC nó thuộc về quản trị của quốc hội và của hành pháp liên bang bởi vì nó không thuộc về bất kỳ một tiểu bang nào hết nó nằm ở ngay chỗ Maryland và Virginia đó nhưng mà nó không thuộc về Virginia nó cũng không thuộc về Maryland nó gọi là District of Columbia tức là chữ DC viết tắt đó nó là thủ đô do đó quý vị cái điều mà Mấy ông này bỏ phiếu là mấy ông bảo vệ cho mấy ông trước đã Nhưng quý vị thấy rõ ràng Những cái tư tưởng cực đoan Nó bắt đầu bị đẩy lùi trong 2-3 năm nay Từ lúc Joe Biden lên Ông ta thúc đẩy tất cả những chính sách cực tả và cực đoan Thì cuối cùng tạo ra một cái hậu quả Một đất nước đầy chia rẽ Một nền kinh tế đang bị suy thoái Và cái an ninh quốc phòng bị đe dọa <laughs> Bởi những tư tưởng cực tả này bắt đầu dân Mỹ thấy được cái sự nguy hiểm và chính những ông ở trong quốc hội dù là đi theo đảng dân chủ mấy ông ôn hòa đó mấy ông cũng thêm việc mình cái chủ nghĩa cực tả này nó quá nguy hiểm nó gây bất an cho tất cả mọi người từ thiếu an toàn về à, cộng đồng tội ác tăng cho tới thiếu an toàn về đời sống bởi vì tình trạng lạm phát cao suy thoái kinh tế cho tới thiếu an toàn về niềm tin ở các cái à, cơ quan của chính quyền liên bang vốn đã có từ trước thế này bây giờ nó bị chính trị hóa hết lực lượng cực tả nó nhét vào đó những cái nhân vật để đẩy theo cái khuynh hướng chính trị thì người dân mỹ trở nên bất an hơn cái tư tưởng cực tả này nó đã bùng phát trong hai năm qua và nó lợi dụng chiến thắng của Joe Biden để nó phát triển cả cái mạng lưới cực tả này. Thì quý vị, dân Mỹ giật mình và chính những người ôn hòa trong Đảng dân chủ cũng giật mình. Họ thấy được cái tiềm năng nguy hiểm của cái chủ nghĩa cực tả này. Nó đang dần dần nó phá nước Mỹ. Nó phá một cách tàn khốc. Do đó, họ phải do something nhưng mà bây giờ họ đứng chung một đảng với đám cực tả này. Do đó cái phản ứng của họ không mạnh được. Và họ chỉ vừa đủ để chặn đứng những cái tư tưởng cực tả này thôi. Vừa đủ thôi các vị. Tại vì họ không muốn nước Mỹ đi vào một cái chỗ tan nát như vậy. Đó quý vị thấy Gavin Newsom không? Cái con số mà Nobel á cái uh, con số mà quy định về cái tội gọi là felony với lại uh, Mr. Minor tức là đại hình với tiểu hình đó. Đáng lý là cái con số đó dưới 250 đô la nếu món đồ bị ăn trộm ăn cướp mà dưới 250 đô la thôi là có thể chỉ vì một cái tội tiểu hình hoặc là có thể được miễn truy tố luôn. Nhưng bây giờ Gavin Newsom tăng nó lên 950 Mỹ kim, tức là nó vô trong tiệm nó lấy món đồ nào cũng được hết. Miễn là dưới 950 Mỹ kim là nó không bị truy tố, hoặc là nó chỉ bị misdemeanor thôi, tức là tội tiểu hình thôi, chứ không phải tội đại hình, tức là felony nằm trong cái cái racket của nó. Thì quý vị có khác nào kích động những cái kẻ mà à, gọi là những cái kẻ mà à, tội ác đó, nó tăng cường cái hoạt động của nó. Đó có vị đã thấy khi nó ra một cái là nó lúc trước đi ăn trộm ăn cướp còn lén lén lúc lúc còn cái này nó chơi công khai luôn nó kéo mấy chục người vô tiệm nó hốt đồ nó chạy nó kéo vô những cái tiệm đồ hiệu nổi tiếng nó hốt đồ nó chạy mà khách hàng chưa tới cảnh sát đứng ngó luôn không dám làm gì hết đó là cực tả đó là cực tả cho nên tội ác ở california nó cao tới mức như vậy rồi bây giờ dc chơi cái trò này nữa cho nên mấy ông dân biểu mà bên đảng Cộng dân chủ đó Mấy ông chịu không nổi Mấy ông nổi giận Mày cùng đảng với như tao nhưng mà mày đi cái kiểu này là giết cả nước Mỹ luôn Cho nên mấy ông phải chặn Và DC là cái biểu tượng Cho thấy rằng là cái khuynh hướng cực tả đang bị đẩy lùi rồi Trong hai năm tới Hai năm nay người ta đã chứng kiến được cái hậu quả của chủ nghĩa cực tả thì hai năm tới dân Mỹ sẽ đẩy lùi tất cả chủ nghĩa này, không để cho nó phát triển tiếp và gây họa cho đất nước Hoa Kỳ. Ok các vị, đó là cái bài phân tích của Phong liên quan tới cái vụ mà Washington DC chơi cái trò giảm án khiến cho Quốc hội nổi giận phải xen vào và nhân dịp này thì tôi phân tích cho các vị thấy rõ về cái uh, quy định hiến pháp của Hoa Kỳ cũng như là cái tư tưởng cực tả nó đang bị đẩy lùi như thế nào sau 2 năm nó hoàn thành toàn bộ trên nước Mỹ. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều và cho cái bài nói chuyện này, Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong phần kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả, chúng ta gặp lại sau. Bye bye.